Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì dạo này cuối năm á, ai cũng bận, mình cũng bận mà anh em cũng bận. Thì hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề anh em cọc xe. Thì hiện tại là anh em cọc xe rất là nhiều mà xe thì không có đáp ứng cho anh em, là Minh đã ngưng nhận cọc. Chắc có lẽ là qua Tết mình sẽ nhận cọc lại ha, bây giờ ngưng tại vì bây giờ nó quá nhiều. Và những xe ở đây thì anh em đã cọc rồi, thì hiện tại mình chỉ còn con Z8 với lại con MT03 của biển số Đà Lạt thôi, 80 mấy triệu thôi. MT03 với lại con Z8 này 180 mấy triệu là hết xe rồi đó. Hiện tại xe ở đây là những anh em đã cọc hết trơn rồi. Thì những anh em nào mà có muốn lấy cọc lại thì anh em cứ liên hệ với Minh để lấy cọc lại nha anh em. Tại vì bây giờ Minh không nhận cọc nữa, mà lại xe của mình đó là mình phải tuyển những cái em xe can đó. Anh em thấy không, quay cho anh em coi, ví dụ như con Ninja 300 này ha, phải tuyển xe can, xe đẹp mới đưa anh em chạy được, chứ đưa xe nát cho anh em chửi tôi chết sao, đúng không? Phải kiếm những con xe đẹp, cực đẹp đó. Những người Z300 này nè, đẹp cực đẹp luôn, biển số thành phố Hồ Chí Minh, phải tuyển những con xe đẹp vậy mới giao được cho anh em đi. Rồi này, anh khách ở quận 12 nè, đó là anh ấy xong rồi anh phải nhờ mình phải kiếm cho ảnh một cặp kính MT03 để bỏ vô nữa, rồi đồ chơi bảo vệ bình xăng các kiểu rồi này nọ đó mới giao cho anh em được, chứ đâu thể nào mà kiếm một con xe nát rồi xong giao cho anh em. Anh em cọc là những anh em mà phải nói là những anh em đã tin tưởng mình cực kỳ, thì mình phải làm sao để cho anh em tin tưởng mình ngược lại chứ, đúng không anh em? Đó thì ý của cái clip này chỉ đơn giản vậy thôi, là mình không nhận cọc nữa. Và gần Tết rồi, anh em nào mà cảm thấy mà không có xe đi á, muốn mua chỗ khác thì anh em tới lấy cọc lại nha, thoải mái nha. Anh em mình vui vẻ đó, không có gì hết á, anh em mình có ngại. Tại hôm trước có một anh em tới lấy cọc mà anh em nó ngại, anh kêu thoải mái đi anh em, tại cái tiền cọc đó là chỉ là cái cọc để anh em dằn lại để xe về anh em là người lấy đầu tiên thôi, chứ nó không có lạ gì hết á, nó không có mất cọc hay lạ gì đâu, nên anh em cứ thoải mái đó. Anh em lấy cọc lại thì đưa cho anh em thôi, anh em ngồi nói chuyện vui vẻ thôi. Và anh em lên có Minh thì Minh rất tiếp nhiệt tình, tại vì ai cũng bận hết em. Anh em cứ đặt trường hợp của anh em vào Minh đi, nhiều anh em nói tại sao gọi điện không trả lời hay là này nọ trách móc, nhưng mà anh em hãy đặt trường hợp với Minh đi. Nhiều công việc như vậy á thì nhiều anh em gọi cho Minh thì sao mà Minh nghe nổi đó. Thì có những anh em người ta tới đây luôn, người ta gặp Minh rất bỏ thời gian chơi với anh em, rất là ok. Những anh em nào mà đã tới rồi á thì anh em cứ comment bên dưới nha. À, rồi thì số điện thoại Minh ở bên dưới có, còn những anh em muốn bán xe thì anh em có thể liên hệ cho Minh. Làm xong cái khu vực dành cho anh em muốn chụp xe, muốn chụp hình với xe nè. Đó đây MH2, con này là quay gần rồi đây em, con này là hồi xưa nó màu đen á, anh em nhớ không, nó màu đen thui thùi lùi, giờ sơn lại nó màu xám xi măng, không phải xám xi măng, cái này là xám xi măng này, xám xi măng đó. Quay gần cho anh em coi. Rồi bên đây có chỗ cái bàn làm việc thì mình để con H2 màu trắng đẹp không anh em? Này gọi là trắng bột, trắng như bột à. Cho anh em nghe tiếng bô phát nha. Đây cây bô này mình mới đánh bóng lại nè, đây coi nè, đánh bóng lại cho nó đẹp á, đẹp không, khác xưa. Rồi ok chưa? Giờ cho anh em nghe tiếng bô một miếng nè. Tiếng bô kèm theo tiếng chó. Trời ơi con bum này đang quay clip mà cứ ồn ào. À, rất là đẹp. Tại vì á anh em biết sao không? Mình phải để về vậy không? Tại vì có nhiều bạn á, người ta không có giữ xe cho mình, người ta leo lên người ta phá xe không à, người ta vô ta dặn ta gõ cọc cọc cái xe mà làm như đồ chơi, gõ cọc cọc, cho nên phải làm như vậy nè. Thì những anh em có thể chụp hình thì anh em thoải mái, anh em làm gì cũng được, nhưng mà giữ xe giùm cái, tại vừa rồi là phải đi làm lại mấy cái này nè, là tốn mớ tiền luôn anh em, có nghĩa là anh em leo lên á, anh em đạp phá tùm lum quá đó, cho nên mình phải làm tuốt lại. Cho nên bây giờ anh em vẫn chụp hình với xe thoải mái thôi, nhưng mà anh em kỹ giùm một chút xíu thôi là được rồi, kỹ giùm một chút xíu, kiểu như là mình phải yêu xe á. Ví dụ Minh là một người yêu xe thì anh em qua đây anh em cũng phải yêu xe, chứ có một số anh em cũng buồn lắm đó, leo lên đạp ầm ầm hết mấy chỗ này nè, nó chóc sơn hết trơn luôn. Cho nên mình phải làm gì cho giữ xe cho nó kỹ xíu đó. Rồi giờ
Lời cuối cùng thì cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ cho Minh. Cũng cả năm rồi đó anh em, cũng cả năm ủng hộ cho Minh. Rất là nhiều anh em, hầu như là Minh tổng kết lại coi là bán cũng phải mấy trăm chiếc á, chứ không phải ít đâu. Rất là nhiều. Và những anh em tới đây bán xe cho Minh vẫn rất là vui vẻ luôn. Mấy anh em tới bán xe cho Minh rất là vui. Và nói luôn anh em nào muốn bán xe cho Minh đó là thủ tục rất là nhanh gọn nha. Nhanh lắm, nhanh gọn thì nó có giá cũng nhanh gọn. Tại bởi vì lấy giấy tờ là Minh sẽ lo hết, anh em không cần lo gì hết. Thì anh em qua đây anh em chỉ nhiệm vụ bán xe là lấy tiền đi về thôi. Đó. Còn anh em mua xe thì anh em mình tới đây coi xe, nếu như có xe thì coi, còn không có thì mình quay lên YouTube rồi anh em có thể comment để mua này nọ đó. Theo mình nghĩ á, thì quay trên YouTube á, thì nó sẽ ok hơn nha anh em, vì anh em có thể coi hết toàn bộ chiếc xe và nó không có thể chỉnh sửa được, chứ chụp hình bật thì chỉnh sửa được, những xe đâu có thật. Rảnh á, mình mà rảnh mình vẫn thích là mình quay cho anh em xem đó, quay cho anh em xem từng chiếc xe, từng chiếc xe cho anh em coi cho nó rõ, cho nó thực tế đó. Đó là cái điều mình muốn. Và một cái nữa mình muốn á, là có những anh em là đi xe phải biết giữ xe nha, phải biết giữ xe. Chứ anh em nhiều anh em đi xe phá quá rồi kêu mình thu lại mình cũng không dám thu nữa. Nói chung anh em đi anh em phải cưng chiếc xe của mình đó, thì sau này mình còn để cho người khác chơi nữa. Hầu như là đây con MT03 nè, chủ xe giữ kỹ lắm luôn á. MT03 GSX, hầu như dàn xe đây chủ xe giữ rất là kỹ, rất là thích, kiểu như rất là thích mấy anh em kỹ xe đó. Thì về mình chỉ cần làm lại, và xe của mình á biết làm sao không? Về là mình lau sạch sẽ nha, rửa ha, mở máy móc ra kiểm tra xong rồi á thì rửa bên trong, rửa bên ngoài, xong rồi mới ráp lại kiểm tra nó thiếu một ốc nào á thì lắp vô. Nhiều khi anh em đi á rớt một hang ốc anh em không có biết đâu, mình phải kiểm tra. Và có nhiều anh em tới đây hỏi vui lắm, ủa anh xe này tháo dàn áo ra rồi hả? Thì xe cũ mà mình tháo dàn áo ra mình cẩn thận để mình kiểm tra đó, rồi xong mình sẽ phủ lên một lớp gọi là nano anh em, phủ lên một lớp nano thì xe sẽ đẹp hơn. Tại vì nhiều anh em về anh em không có bảo vệ xe, anh em vứt xe ngoài nắng hoặc là anh em để xe nó không có tốt, thì mình phủ lên một cái lớp nano cho anh em. Ví dụ con xe này nè, cái đuôi đó được phủ nano nè, thì mình về ở đây mình thợ mình làm hết. Nói chung làm rất là nhiều thứ, tốn rất là nhiều tiền, chứ không phải đơn giản là bạn kia tới bán xe rồi mình mua xe rồi mình bán lại. Không có đơn giản đâu anh em, nó không có được thật cực kỳ đơn giản. Thu của con xe về, và cái việc làm giấy tờ thì không nói rồi nha. Rồi tiếp theo là cái việc giấy tờ đã cực rồi, tiếp theo là cái việc anh em phải kiểm tra xe, test xe, rồi rửa xe, rửa full xe, rửa mà rửa siêu sạch là nếp anh em biết bao nhiêu tiền rồi. Rửa siêu sạch mà ở ngoài á tệ lắm cũng phải 1 triệu 2 triệu, có nghĩa là rửa từng chi tiết á, có nghĩa là tháo ra hết, rửa từng chi tiết bên trong máy, rồi rửa trong dàn áo, rồi xong rồi rửa hết xong rồi á mới là rửa bên ngoài, rồi xong mình đánh bóng xong phủ lên nano nữa anh em. Quá trình rất là tốn nhiều thời gian. Một chiếc xe thu về, ví dụ con Z3 này thu về là tốn cỡ 4 ngày để ra một chiếc xe cho anh em, 4 ngày tiền công lính rồi tùm lum la hết đó. Rồi kiểm tra những con xe mà vỏ mà hết rồi mình phải thay cho anh em, để anh em về là mua về anh em chỉ chạy thôi, thấy không? Anh em có thấy là anh em mua xe của mình về là anh em chỉ chạy thôi, không cần làm gì hết, chỉ chạy thôi, rồi thay bố thắng này nọ xe, nói chung là về anh em chỉ chạy thôi. Còn những cái lặt vặt như anh em về anh em đề nhiều quá nó hết bình này nọ kia khác thì mấy cái đó lỗi đơn giản thì anh em có thể xử lý được. Còn những cái mà đặc biệt ví dụ như bố thắng vỏ này nọ mấy cái lớn là mình đã làm hết cho anh em, về chỉ chạy thôi. Còn những con xe lướt như vậy thì đúng là lướt luôn, khỏi cần làm hết luôn, mình chỉ cần rửa rồi đánh nano rồi này nọ kia khác rồi mở bên trong kiểm tra rồi anh em về chạy thôi. Những con xe giống như con su này có 2000 cây nè, khách cọc rồi nè, khách cọc nhanh gọn lẹ, mai là khách lấy rồi đó. Rồi nói nhiều, bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Biker, sắp tới sẽ cố gắng làm nhiều clip hay cho anh em xem nha.